Vỏ nhẫn xoàng kim cương thiên nhiên. Vỏ này dành cho ổ chủ là từ 6 ly 3, 7 ly 2, 7 ly 9. Hiện tại khách đang lên viên chủ là viên 7 ly 2. Trọng lượng của nó 12,56 gram vàng, vàng ý 7,50. Có tất cả là 114 viên hộp xoàn tròn, từ 2 ly, 2 ly 1. Riêng phần hộp xoàn Emerald là có 24 viên. Đường kính của nó là 2 ly rưỡi nhân cho là 1 ly 8, có nghĩa là cao 2 ly rưỡi, ngang là 1 ly 8. 60 viên hộp xoàn tắm nhỏ 1 ly 3 đến 1 ly 7. Cái vỏ xoàn này có gần 200 viên hộp xoàn từ Emerald đến hộp xoàn tròn. Và giá cực kỳ sale luôn nha. Giá của cái vỏ xoàn này chỉ có 72.600.000 đồng nha. Và cái viên xoàn chủ cho cái vỏ xoàn này lên, hiện tại là đang lên cái viên 7 ly 2 nước ép 3 Excellent for Resonance. Và nó có hai kiểm định, một kiểm định quốc tế GAA và một kiểm định trong nước là PNG. Và giá của cái viên xoàn 7 ly 2 này hôm nay có giá là 587 triệu. Và bây giờ thì mời khách xem kiểm định nha. Viên kim cương này cực kỳ đẹp luôn, IF 3 Excellent nha, 3 Excellent nên IF nên nữa, giá cắt là siêu đẹp này. Cái viên này là đẹp nhất trong tất cả các viên này. Chỉ có nó không trắng như nước đi thôi. Nước đi thì nó tới 800 mấy chục triệu. Tổng cộng của cái chiếc nhẫn này vừa vỏ và vừa hộp là 659.600.000 đồng. Mua hàng vui lòng gọi em là 0907 46 3131.